Văn Chu cùng với Hằng My mến chào quý vị khán giả cùng với bà con nông dân đang theo dõi bản tin kinh tế nông nghiệp của Đài Phát thanh Truyền hình và Báo Bình Phước. Xin được chúc quý vị sẽ có một ngày làm việc thật hăng say và thật nhiều năng lượng. Và chúng tôi cũng xin được gửi lời cảm ơn đến các nhà tài trợ là Công ty Phân bón Mặt Trời Mới, Công ty Phân bón Hai Phong và Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bình Phước đã luôn đồng hành cùng với chúng tôi. Hằng My này, chăn nuôi an toàn sinh học là hướng đi bền vững, vừa giúp người dân nâng cao thu nhập, vừa đảm bảo môi trường, đúng không Hằng My? Vâng, đúng như vậy đấy Văn Trung nha. Thưa quý vị và bà con, bởi đây là giải pháp tốt nhất nhằm ngăn ngừa dịch bệnh chuồng trại thì luôn được vệ sinh và tiêu độc sát trùng sạch sẽ, đảm bảo an toàn cho vật nuôi. Nhờ chăn nuôi heo theo hướng an toàn sinh học mà nhiều gia đình ở xã Lộc Tấn, huyện Lộc Ninh đã thu về hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Vâng, thưa quý vị và bà con, cụ thể thì mô hình này hiệu quả như thế nào thì chúng ta sẽ chờ đón ở phần sau của bản tin nha. Còn bây giờ thì chúng ta hãy đến với những tin tức nổi bật sẽ có trong bản tin kinh tế nông nghiệp ngày hôm nay. Ngập úng kéo dài gây thiệt hại cho bà con trồng rau thành phố Đồng Xoài. Lộc Ninh chuyển đổi số cho sản phẩm OCOP. Thành công trong việc đưa sản phẩm lên sàn giao dịch điện tử. Kinh tế vững, ổn định từ mô hình nuôi gà theo hướng sinh học. Quý vị và bà con thân mến, như chúng ta đã biết, Hợp tác xã Rau An toàn Bình Nguyên và Hợp tác xã Xuân Đồng là hai đơn vị cung ứng rau xanh chủ lực cho thành phố Đồng Xoài và các địa phương lân cận. Thế nhưng đợt ngập úng diễn ra cách đây một tháng đã gây thiệt hại lớn. Bà con trồng rau nơi đây đang trông chờ một giải pháp hữu hiệu nhằm khắc phục tình trạng cứ tái diễn vào mùa mưa như thế này. Khu phố Xuân Đồng, phường Tân Thiện là nơi đứng chân của hai hợp tác xã chuyên trồng rau màu cung ứng cho thành phố Đồng Xoài và các huyện lân cận với diện tích hơn 12 hectare và người dân vẫn quen gọi là khu Bảy Mẫu. Năm nào, bà con trồng rau nơi đây cũng bị ngập úng. Nhưng nặng nhất là mùa mưa năm nay. Ước tính sơ bộ của hai hợp tác, đợt ngập úng vào đầu tháng 10 vừa qua đã gây ra thiệt hại cho các thành viên hơn 220 tấn rau thối phải nhổ bỏ, quy ra tiền khoảng 2 tỷ đồng. Ngoài ra, đất màu cũng bị rửa trôi hết. Nhưng cho đến lúc này, bà con trồng rau nơi đây vẫn chưa nhận được sự hỗ trợ nào. Chúng tôi ở đây là dân nông nghiệp, làm trồng một cái cây rau màu để kiếm sống, mà cuối cùng như thế là cứ qua lần nước tráng cái là cuối cùng thì là sạch quẹt, không trông cái gì nữa. Mong muốn làm sao được các cấp lãnh đạo ở thành phố Đồng Xoài này làm sao được khắc phục được cho dân ở đây nó đỡ ngập lụt về cái tình trạng lụt nội ở cái khu phố Xuân Đồng này. Sống trong vùng ngập lũ, cuộc sống chỉ dựa vào nghề làm rau, cao lắm cũng chỉ đủ ăn. Người dân nơi đây cũng ngao ngán với cảnh thất bát sau mỗi lần ngập úng vào mùa mưa. Nhưng họ không còn lựa chọn nào khác. Để giảm bớt thiệt hại, mong muốn lớn nhất của người dân địa phương là làm bờ kè suối rạt. Vì dự án này đã có từ lâu nhưng đến nay vẫn chưa thấy được triển khai nên bà con cứ mỏi mòn chờ đợi. Có cái dự án làm suối rạt, kè suối rạt thì cũng mong rằng các cấp của thành phố như thế là quan tâm. Cũng mong muốn là các cấp lãnh đạo thì làm sao khắc phục được cái suối rạc ở ngoài kia để cho nó dân đỡ ngập lụt ấy. Theo chia sẻ từ hai hợp tác xã trồng rau An toàn Bình Nguyên và Xuân Đồng, rau trên thị trường đang bị đội giá lên gấp 2 đến 3 lần. Thế nhưng vì hậu quả từ vùng ngập úng đầu tháng 10 để lại kết hợp với mưa lớn kéo dài nên hai hợp tác xã vẫn chưa có rau để bán. Rau ở chợ Đồng Xoài và các huyện thị lân cận chủ yếu được nhập ngoại tỉnh về. Điều này vừa thiệt thòi cho người tiêu dùng cũng như cho chính các thành viên của hai hợp tác xã. Kính thưa quý vị khán giả và bà con nông dân, Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Bù Gia Mập đã cung cấp giống cho một số tổ hợp tác và hợp tác xã trên địa bàn, mục đích nhằm từng bước giúp tổ hợp tác và hợp tác xã và nhân dân phát triển kinh tế bền vững, nâng cao thu nhập. Tại thôn Bình Hà 2, xã Đa Kia, 45 con gồm dê phối giống và dê sinh sản đã được chở tới tận chuồng trong niềm phấn khởi của các thành viên hợp tác xã nơi đây. Theo nghị quyết 03 của huyện ủy Bù Gia Mập, chương trình hỗ trợ thực hiện các mô hình dự án phát triển sản xuất và các mô hình xây dựng chuỗi liên kết cho các tổ hợp tác và hợp tác xã có tổng kinh phí đầu tư 6,1 tỷ đồng. Ngoài con giống, chương trình còn hỗ trợ nông cụ, máy móc và một số dự án khác.
Trong thời gian tới thì những kinh nghiệm mà bà con ở đây đã chăn nuôi sẵn, có kinh nghiệm thì mình phải học hỏi lẫn nhau. Rồi, như chẳng hạn như là nguồn thức ăn mình phải đầu tư trước, mình mới nâng cấp bầy chuồng mình lên, bầy đàn mình lên, chuồng trại mình phải nghiêm chỉnh. Và thứ hai nữa là phải tiêm chủng những mình phải phòng ngừa bệnh cho những bầy dê mình mới phát triển được. Thực hiện theo cái nghị quyết 03 của huyện Bù Gia Mập về vấn đề là đầu tư hỗ trợ phát triển sản xuất ngành nông nghiệp, thì trong quá trình thực hiện thì lãnh đạo của ủy ban xã có đề nghị là về vấn đề thực hiện cái nghị quyết mình đầu tư vào là chăm sóc phát triển chăn nuôi dê cho là dựa trên cơ sở, tức là về cái tình hình thực tế bà con ở đây là về đất đai và có cái nguồn thức ăn đồng cỏ để chăn nuôi con dê phát triển. Quý vị và bà con thân mến, chuyển đổi số thương mại điện tử là xu hướng chung cho các loại hàng hóa và sản phẩm, chương trình mỗi xã một sản phẩm hay còn gọi là OCOP. Và thưa quý vị và bà con nông dân, để chuyển đổi số cho sản phẩm OCOP thì Lộc Ninh đã và đang triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm huy động tổng hợp nguồn lực, phấn đấu đến năm 2025 có 50% doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, kinh doanh thực hiện chuyển đổi số cho sản phẩm OCOP. Hơn 4 năm qua, chương trình OCOP của Lộc Ninh đã được triển khai đồng bộ, lan tỏa rộng khắp ở tất cả xã thị trấn. Chương trình đã khơi dậy tiềm năng lợi thế của địa phương, đặc biệt là các giá trị văn hóa vùng miền để hình thành những sản phẩm OCOP đa giá trị, phù hợp nhu cầu tiêu dùng. Đến nay, toàn huyện có 23 sản phẩm OCOP đạt chuẩn 3, 4 sao và có 5 sản phẩm đã hoàn thành hồ sơ đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh thẩm định công nhận. Bên cạnh phát triển về số lượng và chất lượng các sản phẩm OCOP, một trong những nội dung mà nhiệm vụ quan trọng được huyện xác định là tăng cường chuyển đổi số để thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm OCOP. Kính thưa quý vị khán giả và bà con nông dân, trước sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin thì cơ sở sản xuất thực phẩm sạch Mẹ Rô ở xã Long Hưng, huyện Phú Riềng do chị Phạm Thị Trang làm chủ, bước đầu đã thành công trong việc đưa sản phẩm lên sàn giao dịch điện tử với hàng ngàn đơn hàng mỗi ngày. Thay đổi mua bán truyền thống thì việc đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa nông sản lên sàn thương mại điện tử, trong đó có TikTok hay là Shopee là hai sàn giao dịch giúp cho cơ sở có lượng đơn hàng cao nhất. Bắt đầu kinh doanh nhỏ lẻ từ năm 2016, sau một năm, cơ sở của gia đình chị Trang đã đăng ký thương hiệu thực phẩm sạch Mẹ Rô. Thời điểm này, các mặt hàng của gia đình chỉ bán trên nền tảng mạng xã hội như Facebook, Zalo với số lượng một vài đơn hàng mỗi ngày. Nhưng từ khi tiếp cận đưa sản phẩm lên các sàn giao dịch thương mại điện tử như Tiki, Lazada, Shopee, lượng đơn hàng của cơ sở đã tăng lên con số hàng trăm rồi hàng ngàn đơn. Hiện tại, cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm sạch Mẹ Rô có 62 mặt hàng về hạt dinh dưỡng như điều, hành nhân, maca và các loại hạt tẩm vị đáp ứng thị hiếu khách hàng. Bình quân mỗi ngày, cơ sở xuất đi hơn 1.500 đơn hàng. Đặc biệt vào những ngày lễ với các chương trình siêu giảm giá đã xuất hơn 4.000 đơn hàng. Dù mới tiếp cận mạng xã hội TikTok hơn một năm nay, nhưng hiện tại TikTok và Shopee là hai sàn giao dịch giúp cơ sở có lượng đơn hàng cao nhất. Trên sàn thì bây giờ cạnh tranh khá là cao vì rất là nhiều bạn bước chân vào sàn để kinh doanh. Phí trên sàn mà tôi đang phải chi trả là từ 10 đến 12%. Nhưng mà kèm theo đó thì tôi được sàn quảng bá về sản phẩm cũng như là sàn hỗ trợ vào những chương trình siêu sale để có những voucher dành riêng cho nhà bán hàng, có doanh thu tốt. Mỗi ngày bắt đầu từ 7 giờ sáng, cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm Mẹ Rô có từ 20 đến 30 nhân công đến làm việc thường xuyên và thời vụ. Tùy vị trí việc làm mà mỗi nhân công có mức lương ổn định từ 7 đến 10 triệu đồng cho một người. Từ khâu chế biến, đóng gói sản phẩm đến soạn đơn hàng đều được làm việc bài bản theo quy trình. Những mặt hàng của chúng tôi đưa đi đều là phải đảm bảo chất lượng để cho đến tay kịp thời của khách hàng chúng tôi. Nếu mà khách hàng đã đặt sớm thì chúng tôi phải hoàn thiện những đơn hàng đấy thật là sớm, đẩy những đơn tiến độ hàng đi gấp rút trong ngày luôn. Ứng dụng công nghệ thông tin và các nền tảng số, thương hiệu thực phẩm sạch Mẹ Rô thường xuyên live stream bán hàng để giới thiệu sản phẩm trực tiếp đến người tiêu dùng thông thái. Những buổi live stream là dịp để tư vấn, giải đáp thắc mắc của khách hàng, qua đó tạo lòng tin cho khách về những sản phẩm của cơ sở. Để có lượng đơn hàng khủng mỗi ngày thì chất lượng nguyên liệu được cơ sở lựa chọn rất kỹ trong việc chủ động liên kết với những hộ dân chuyên trồng các loại hạt đáp ứng tiêu chuẩn an toàn địa phương. Ngoài việc chú trọng nguồn nguyên liệu sạch, chất lượng,
thì mẫu mã sản phẩm cũng được cơ sở chú trọng đầu tư để thu hút các đối tượng khách hàng. Kinh nghiệm bán sàn của tôi đó là khi chúng ta bước vào bất kỳ một nền tảng nào thì thứ nhất là đầu tiên chúng ta phải tuân thủ quy định của nền tảng đó, và tiếp theo đó là kiên trì bền bỉ là sẽ đạt được thành công. Quý vị và bà con thân mến, như Hằng My và Văn Trung đã giới thiệu ở phần đầu của bản tin kinh tế nông nghiệp, thì áp dụng biện pháp chăn nuôi gà thịt theo mô hình an toàn sinh học sẽ giúp người nông dân có thu nhập vững và ổn định hơn. Vâng thưa quý vị, nhờ áp dụng theo mô hình này thì các hộ nông dân ở ấp Cây Chặt, xã Lộc Tấn, huyện Lộc Ninh đã thu về cho gia đình hàng trăm triệu đồng, ghi nhận của phóng viên bản tin kinh tế nông nghiệp. Là thành viên của hợp tác xã chăn nuôi gà vịt xã Lộc Tấn, mỗi năm gia đình chị Đặng Thị Thủy Nữ cũng nuôi được 3 lứa gà thịt với khoảng 10.000 con gà Bình Định. Trong tháng 10 vừa qua, gia đình chị đã xuất bán hơn 3.000 con, thu về hơn 300 triệu đồng. Để có lứa gà kịp bán vào dịp giáp Tết Nguyên đán sắp tới, gia đình chị lại tiếp tục thả lứa gà thương phẩm tiếp theo, đồng thời xây dựng thêm một dãy chuồng mới chuẩn bị tăng đàn. Theo kinh nghiệm của chị Nữ, nếu làm tốt công tác phòng dịch bệnh, tiêm vaccine đầy đủ, vệ sinh chuồng trại sạch sẽ thoáng mát, thì số lượng gà hao hụt ít, cứ 1.000 con chỉ hao từ 15 đến 20 con. Gà nuôi sau 3 tháng là xuất chuồng, gà phát triển tốt, sức đề kháng cao, ít bị bệnh, trọng lượng trung bình khi xuất bán đạt từ 1,6 kg một con đến 2 kg một con, tùy loại gà trống hoặc gà mái. Nhỏ cực thì úng, hay là mình cho uống nước ngày thay nước 3-4 lần, nhưng mà khi lớn cho máng tự động với ăn tự động là mình khỏe. Chứ đến ngày mình cho uống thuốc hay gì là mình cũng máng tự động luôn nên không có cực. Không nuôi giống gà Bình Định, gia đình chị Phạm Thị Phương Tâm ấp Cây Chản xã Lộc Tấn lại lựa chọn giống gà nòi Bến Tre thả vườn để nuôi. Chị Tâm cho biết hiện tại chị đang nuôi 4.000 con gà nòi thả vườn. Gà nòi thả vườn đặc điểm dễ nuôi, không mất nhiều chi phí đầu tư, ít tốn công chăm sóc, nhưng thời gian nuôi dài. Sau 4 tháng nuôi thì xuất bán, giá bán luôn giữ ở mức từ 80.000 đồng đến 90.000 đồng 1 kg. Nên nuôi giống gà nòi này kinh tế cao hơn, kinh tế gia đình chị cũng vững hơn. Theo chị Tâm, nuôi gà không khó, quan trọng là phải thường xuyên kiểm tra, tiêm ngừa đầy đủ cho gà để phòng chống bệnh như thương hàn, dịch tả, tụ huyết trùng và không cho gà tiếp xúc với mầm bệnh. Sau mỗi đợt xuất chuồng phải vệ sinh chuồng và giải phôi bột khử trùng, sau khoảng 15 ngày mới thả gà cho vụ nuôi kế tiếp. Vì chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học nên chuồng trại luôn sạch sẽ, việc tiêm phòng vaccine, vệ sinh sát trùng khu vực chăn nuôi đều được gia đình chị tuân thủ đúng nhằm hạn chế được dịch bệnh, bảo vệ đàn gia cầm được tốt nhất. Gà nòi Bến Tre này là cái loại gà thả vườn. Thì mình nuôi thì mình nói chung là mình phải có sân chơi cho nó là rộng hơn là con gà kia, là mình còn thả nó ra ngoài để cho nó đi bên ngoài thì cái nó phải có được bộ lông đẹp thì mình bán nó sẽ có giá trị hơn. Hợp tác xã chăn nuôi gà vịt xã Lộc Tấn hiện có 9 hộ nuôi gà với tổng đàn trên 20.000 con mỗi lứa, mỗi năm xuất bán trên 60.000 con gà thương phẩm ra thị trường. Giá gà có lúc lên lúc xuống. Tuy nhiên, xét về nhiều khía cạnh, người nuôi gà vẫn có lợi nhuận tốt. Cái mô hình gà chăn nuôi sinh sản để lấy thịt thì bước đầu hiệu quả kinh tế rất là cao. Đa phần là các thành viên của tổ hợp tác là đồng tình ủng hộ. Và hiện nay thì đang mở rộng với quy mô trang trại chuồng là thêm là khoảng từ 8 tới 10 chuồng. Thì các hộ thành viên của hợp tác chăn nuôi gà của ấp Cây Chặt xã Lộc Tấn thì với là tha thiết là cấp trên là muốn đầu tư thêm cho hỗ trợ vốn để đầu tư là phát triển kinh tế. Kính thưa quý vị khán giả và bà con nông dân, mô hình chăn nuôi gà theo hướng an toàn sinh học của bà con nông dân ấp Cây Chặt xã Lộc Tấn đã góp phần vào việc chuyển đổi ngành nghề cho lao động nông thôn nhằm tăng thu nhập, ổn định cuộc sống của người dân. Vâng, thưa quý vị và bà con, thông tin vừa rồi thì cũng đã khép lại bản tin kinh tế nông nghiệp của Đài Phát thanh Truyền hình và Báo Bình Phước. Trước khi nói lời chào tạm biệt thì chúng tôi một lần nữa xin được cảm ơn các nhà tài trợ Công ty Phân bón Mặt Trời Mới, Công ty Phân bón Hai Phong và Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bình Phước đã luôn đồng hành cùng với chúng tôi. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị vào trong các bản tin tiếp theo.